Anh em, đây là chiếc Mazda 6 vừa được chúng tôi tiếp tục thiết kế một chiếc màn hình Android 10.25 inch cực kỳ đẹp. Thiết kế theo phong cách phiên bản mẹt. Cái vị trí người lái như mình nhìn nó thật là sướng. Đây, quay vào đây. Đây là chiếc màn hình cực kỳ đẹp. Và ra lệnh giọng nói nhé. Ui, ở đây chưa có mạng rồi. Thì cái này trong này nó có những cái tính năng zin sử dụng xe, ví dụ mở cốp này lên này, mở cửa cũng lên này, cho anh mượn cái wifi, okay, bật wifi, ok. Đây tôi sẽ bắt wifi một chút nha anh em. Đây rồi, đấy, báo tất cả những cái tính năng trên này. Đấy, thằng này. Đấy, tôi sẽ ở đây nha, bác chủ chưa kịp mua sim nên là chúng tôi sẽ phải phát wifi ra. Và chắc chắn là bắt như một chiếc điện thoại thông minh. Và anh em xem này, ra lệnh giọng nói này nhá. Dẫn đường đến bến xe Mỹ Đình. Đây là phần mềm OLED AI. Đây mình đọc là nó bị đứt mất một đoạn thôi. Phần mềm OLED AI này nó rất là thông minh. Dẫn đường đến bến xe Mỹ Đình. Đó, Google Maps bật ra luôn. Hay là tôi dẫn đường đi đâu cũng được và mở bài hát gì cũng ra luôn. Thì thông này thì nó sẽ tích hợp zin những cái tính năng ở trên xe rất là đầy đủ luôn. Như ở đây, em quay vào đây, là cái con chuột này. Con chuột trên xe được sử dụng zin luôn anh em ạ. Đấy, rất là tuyệt vời. Và bấm vào đây thì quay về ngôi nhà. Bấm vào đây thì nghe nhạc. Đấy, nghe nhạc YouTube ấy. Anh em vuốt ở dưới lên thì sẽ có những cái video ở trên này. Đó, rất là nhanh và cực kỳ tiện lợi. Đấy, hay là chúng ta bấm quay lại ở trên này. Đấy, tất cả mọi tính năng. Hay ở đây thì ra lệnh giọng nói rồi. Tới Hồ Hoàn Kiếm bằng Navitel. Đấy, vậy là bản đồ Navitel sẽ bật ra. Và nó có rất là nhiều cái câu lệnh ở trên này cho anh em xử lý mà gọi là phong cách thời đại 4.0. Đó, cái này cần tải thêm một số cái tiếng Việt nữa. Ở trên này nha, nó sẽ được này. Đây là Hồ Hoàn Kiếm này, tôi đang ở đâu này, gọi điện cho ai đấy bằng số điện thoại này. Nếu như mà đã kết nối Bluetooth hay là mở VTV Go hay là mở bài hát gì đấy hay là thoát ứng dụng, tất cả mọi thứ là đều sử dụng bằng cách là ra lệnh cho nó và nó biết nghe lời mình. Ngoan hơn người yêu cũ các bạn. Ở trên này thì các cái tính năng ở trên vô lăng được sử dụng zin, như ở đây là cái nút nghe gọi này. Đó, nút nghe gọi được sử dụng zin này. Ở đây nữa thì chắc chắn là chúng ta sử dụng tăng giảm volume rất là đơn giản. Next bài trên này luôn. Đấy, cái tính năng nghe gọi. Và khi mà đây rồi, các cái tính năng ở trên xe này, camera lùi này. Đó, đây là bác chủ đang mở cốp rồi. Và cái camera hành trình nha anh em. Camera hành trình nó sẽ được sử dụng. Nghe nha, nghe này. Đó, cửa đóng lại, nó sẽ báo khóa mở cửa tất cả mọi thứ. Còn ở bên trong này thì chắc chắn là nó sẽ có các cái tính năng mình sẽ giới thiệu qua nha anh em. Ở đây nó sẽ có, cái này cần phải giới thiệu sâu hơn một chút cho anh em này. Ở đây là cái phần mềm mà thông tin xe, đấy, cài đặt xe. Những cái cài đặt xe được giữ nguyên như nguyên bản. Chế độ khóa mở cửa một lần, hai lần. Hay là tắt đèn tự động, bật đèn tự động. Đấy, hẹn đèn pha, bật đèn pha. Hay là rất nhiều cái tính năng ở trong này. Các tính năng như cảm biến điểm mù, nhanh khối lượng, giám sát cảm biến điểm mù, tốc độ cao là thấp. Đấy, đây là những cái tính năng zin ở trong xe. Ngoài ra thì cơ bản là nó không khác gì một chiếc Android. Và mình sẽ giới thiệu đi bên ngoài, đây là Google Maps. Tiếp theo là Bluetooth. Bluetooth là cho chúng ta nghe gọi điện thoại đấy. Ngoài ra ở đây cái phần mềm ra lệnh, cái bản này là bản chỉnh nhạc đấy. Và chúng ta sẽ chỉnh được khi mà chúng ta đang nghe nhé. Ở đây CH Play thì nó có hàng ngàn ứng dụng rồi. Rất là thông minh và rất là đẹp. Zalo, Facebook này,
báo mới hay tất cả những ứng dụng ở trong này mà chúng ta muốn thì chỉ cần bấm vào. Cái phiên bản RAM 4GB này nó chạy cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ mượt. Nhanh hơn mình xử lý. Ở trên này, ở đây thì nó có cái khiển vô lăng ở đây thì cho chúng ta học lệnh từ bên trái sang bên phải. Đấy, học lệnh từ cái vô lăng này lên đây. Chúng ta muốn học lệnh bất kỳ lệnh gì cũng được. Ở đây có đầu ghi hình. Đấy, cái này cần giới thiệu tiếp cho anh em này. Đây là camera hành trình. Khi camera hành trình được lắp ở vị trí này. Đấy. Đẹp. Vì là cái này nó có nhiều cảm biến ở đây nên là vị trí lắp ở đây nó hơi lệch một chút. Nhưng mà trên màn hình này rất trong. Đấy, cực kỳ trong luôn. Như mắt thường của mình luôn. Đấy. Xem lại những cái video đã quay. Đấy. Đây những video. Đây mình sẽ xem những cái video bác chủ chạy ở trên đường. Ở đây. Đó, những cái mình sẽ bấm quay lại ở đây. Đây mình sẽ xem xa hơn chút đó. Thời gian ghi lại rất là rõ ràng ở trên này anh em ạ. Ví dụ như là đây là ngày này, ngày là 04 này. Và tháng 10 năm 2019 đây. Rất là chi tiết. Và trên này thì chúng ta có thể chụp ảnh. Đấy. Và chúng ta bật ghi âm. Chúng ta khóa video lại khỏi nó xóa đi cái video của mình. Ngoài ra thì ở bên trong này nó có cái Easy Connect. Cho anh mượn cái điện thoại để anh sử dụng cái Easy Connect. Cái Easy Connect này nó không khác gì cái Easy Connect nha. Tớ sẽ bấm vào iPhone. Ok. Và tớ sẽ vuốt ở trên này này. Các bạn nhìn này. Đây rồi. Mình sẽ bật cái phản chiếu lên. Đấy, nó tìm thấy cái ông này. Thì nó sẽ kết nối thôi. Đây là màn hình điện thoại lên trên này luôn. Cần thì phải dùng ngay CarPlay đâu. Nó thông minh. Đấy, chúng ta vuốt ngang, vuốt ngửa đều được. Và YouTube nha, lên luôn nhá. Thôi, mình sẽ vào Facebook vậy. Facebook được, cho nó nhẹ nhàng. Đấy. Facebook không biết là có 5.000 được không? À, app thì không dùng 5.000 được rồi. Nhưng mà nói chung là rất là mượt mà. Không dây, tất cả không dây. Đó. Và mình dùng map đi. Mình quay ngang này. Map phải quay ngang được. Đấy. To lắm. Tuy nhiên là những cái tính năng này thì nó có thôi. Nhưng mình nghĩ là Android rồi thì cần gì phải dùng chia sẻ điện thoại lên làm gì đâu. Nó phức tạp. Đấy. Tuy nhiên là nó có. Anh em ạ. Chia sẻ điện thoại này. Tất cả mọi thứ này. À đây. Nghiêng điện thoại cũng lên luôn này. iPhone lên trên này. Đấy, Zalo này. Nó. Tất cả mọi thứ. Và khi mà mình thoát ra mình vuốt dừng phản chiếu xong. Đó, đó là những cái tính năng nó không khác gì so với chiếc điện thoại cả. Còn ở trên này nó có cái hướng dẫn. Đây cái bộ OLED Pro này nó có cái các gọi là cái hướng dẫn sử dụng ở trong này. Đây là thao tác cơ bản nhận diện đấy. Vuốt ngang vuốt ngửa. Giao diện chính này thì nó sẽ viết là giao diện chính, sau khi tắt máy nó sẽ mặc định chuyển sang menu chính. Rất là nhiều. Nói chung là ở trong này nó hướng dẫn sử dụng cho mình. Cài đặt xe hơi này, đấy setting wifi như thế nào. Ở đây là hướng dẫn sử dụng dành cho cái màn hình này. Nó viết dài lắm. Đây cài đặt logo như thế nào, hay là ở trong này nó hướng dẫn ví dụ như là hướng dẫn âm nhạc này. Đấy, chúng ta dùng máy nghe nhạc, danh sách nghe nhạc như thế nào. Đấy là những cái tính năng ở trên nó hướng dẫn sử dụng cho trên này. Còn cái phần bên này thì nó có nghe nhạc này. Đấy, nghe nhạc này. Đấy, âm thanh cực kỳ hay anh em ạ. Cực kỳ phê luôn. Bởi vì cái dàn loa Bose này nó được giữ nguyên nên là âm thanh nó rất là xuất sắc. Ở ngoài này nữa thì nó có những cái tính năng ví dụ như Navi theo, nhạc Bluetooth. Và đặc biệt là cái phần mềm OLED AI này nó rất là thông minh. Radio sử dụng zin hết. Đó, 91 này. Trên tầng 2 cầu Thăng Long đã được thu dọn. Giao thông đông nhưng di chuyển được hướng đi về thành phố. Ở cái phiên bản này nên nó sẽ tích hợp như zin luôn. Đây có VTV Go này. Đấy. Cái này là cho anh em đi xem thời sự. Khi mà chúng ta đi trên đường mà muốn xem thời sự hay là muốn xem những cái tính năng VTV3, VTV4 tùy vào tốc độ mạng nhá.
Ở đây mạng của mình nó hơi kém. Đó, VTV1 à. Nó như cái TV trong nhà mình thôi. Tôi Hồng Phúc xin được chào MC cả gái bất thật không hề nối gì. Đây mà nó vẫn chạy ẩn ở trong này. Để cả gia đình cùng vui chơi. Còn đi nhá. Đây là mình sẽ nghe nhạc này. Nghe phê không anh ạ? Đây là cái YouTube chạy ẩn, nó không bị quảng cáo đâu. Ồ. Bấm quay lại này. Đấy, bấm vào dưới này luôn. Đó, Bolero. Ở đây anh em kích lên ở đây để xem ở cái chế độ 720 cho nó nét. Cái hát này nó không có. Đấy, những cái video chúng ta ra lệnh giọng nói cũng được ở trên này cũng được này. Đắp mũ cuộc tình. Đó, nó sẽ ra những cái đắp mũ cuộc tình của ca sĩ nào cũng được. Ví dụ như chúng ta chọn ở trên này luôn. Nghe Đan Nguyên đi. Đấy. Xây giấc mộng ban đầu yêu người. Thế thôi, nói chung là cơ bản. Anh em mà đang có nhu cầu chọn một chiếc màn hình Mazda 6 thì liên hệ cho chúng tôi để sở hữu chiếc màn hình 10.25 inch nằm ngang này. Trông nó rất là đẹp và rất là ngầu. Nó hơn cái màn 10 inch như trên thị trường đang lắp. Hay là chiếc màn hình zin thì nó hơi bé. Thì qua chúng tôi xin cảm ơn.